Đội hình: Lưu Bị nhập thục với Lưu Bị, Gia Cát Lượng, Trương Phi, Ngụy Diên, Triệu Vân, Bạch Thông. Trận đánh phòng ngự xếp hạng loại S. Một số lưu ý khi sử dụng đội hình này là không nên sử dụng đặc kỹ của Ngụy Diên ngay sau khi sử dụng đặc kỹ của Gia Cát Lượng, bởi vì trời mưa thì Ngụy Diên sẽ không thể sử dụng đòn công kích. Cách thứ hai, đợi hết đặc kỹ của Gia Cát Lượng và sử dụng đặc kỹ của Ngụy Diên. Ngoài ra, khi hai đội quân địch đứng sát vào nhau, hãy sử dụng đặc kỹ của bản thống để kìm chân quân địch. Tiếp đến, hãy để Triệu Vân sử dụng đột kích, như vậy sẽ tối ưu hóa được sát thương của đột kích lên quân địch. Đội hình: Lưu Bị nhập thục dùng để tấn công. Đội hình này thì không có quá nhiều thay đổi, riêng Triệu Vân có thể sử dụng bộ binh hoặc kỵ binh. Trận đánh giả chiến xếp hạng loại S.
山岛，无力回天了。Đội hình lưu bị nhập thục công thành chiến xếp hạng loại S. Có một lưu ý quan trọng khi sử dụng đội hình này công thành, đó là khi tướng áp sát tường thành hãy sử dụng đặc kỹ của bàn thống để kiểm chứng quân địch, cho quân ta dễ dàng leo lên tường thành. Ngoài ra hãy sử dụng đặc kỹ của Trương Phi và Gia Cát Lượng ngay khi vào trận.敌军势大，谨慎慢行。
太厉害了，快挡不住了，我也来助你一臂之力。山倒，无力回天了。天了，太厉害了，快挡不住了，灵山岛无力回天了。太厉害了，快挡不住了，敌军兵败如山倒，无力回天了。Xếp loại tổng thể của đội hình, loại S